lại tới đây? Anh đến một mình hả? Cha tôi ở khách sạn bị họ đả thương, bây giờ thế nào rồi? Cha bị thương không có nặng lắm, bây giờ chữa cũng gần hết rồi. Mình phải cẩn thận hành sự, đừng có làm hư chuyện này nha. Tôi biết cha tôi muốn gặp mẹ tôi, nhưng mà cô có biết không, tôi rất muốn gặp mặt cô. Anh muốn gặp tôi thật sao? Niêm Từ, đợi anh trở về với cha thì anh không còn là Tiểu Dương gia. Đến khi đó mình sẽ bàn đến hôn sự của chúng mình. Anh đừng có nói chuyện này nữa được không? Anh không nói cũng được, nhưng mà ở trong lòng của em, đừng có quên rằng em đã là người của anh. Niềm Từ, anh trở về bàn với mẹ của anh. Tối nay anh sẽ tìm cách để dẫn mẹ của anh tới đây. Em về nói lại với cha, tối ngày hôm nay mình sẽ gặp tại đây. Em... được. Anh đi nha.